Conor McGregor đã đều trận thua của Jose Aldo. Sau trận thua của Jose Aldo trước Alexander Volkanovski tại UFC 237, Conor McGregor đã đăng dòng trạng thái trên Twitter với nội dung: kết quả điểm đồng thuận vĩ đại nhất lịch sử Featherweight UFC, thằng đần Jose. Dù gã nổi loạn đã xóa dòng trạng thái này ngay lập tức, giới mồ điệu MMA đều hiểu những lời lẽ trên nhắm thẳng vào Jose Aldo, người từng được mệnh danh là võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử Featherweight UFC. Trước đây, Conor McGregor cũng đã từng dùng mạng xã hội để công kích chuyện vợ chồng và tôn giáo của Khabib,